sướng sướng quá, mình đừng đi rồi. Và đây là sát đã tan chảy. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái hạt mỡ vào. Thì mình sẽ... Thấy hài không người khác cũng biết nha. Và mình cũng sẽ phải làm cho bơ hạt mỡ tan ra. Nếu mà mình thấy mà chưa tan thì mình sẽ bỏ lên bếp lại một lần nữa cho nó tan màu. Đó, cái đó đau đó, đó, cái đó đụng đau đó. Mình sẽ bỏ màu vào. Đụng đau đó, đụng đau đó. Đã pha sẵn. Bây giờ mình lại bỏ lên bếp lại. Trong cái nhiệt độ ấm của lò xo không có cần cái. Trời ơi trời, nó con chó, trời ơi con há họng kìa. Và khi đó mình đã khuấy. Đâu, dưới xích đâu, dưới xích đâu nè, dưới xích nè. Mùi vị vào. Ờ, dưới xích á. Ui, đã đẹp thế. Trời ơi, đẹp thế. Mùi giọt vanilla vào trong cái xào của mình cho nó có mùi thơm dễ chịu.